Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diễn TV Vừa qua chúng tôi có làm một cái chương trình nói về khu vực Phước Lộc Thọ Cụ thể là vào ngày 29 Tết buổi chiều hôm đó chúng tôi có đến để mà quay cho các bạn thấy một số những cái hình ảnh về cái hội chợ Tết rất là tấp nập Trong khu vực trước và trong Phước Lộc Thọ Thì chúng tôi cũng có phản ảnh luôn là trong cái khu vực này là hoàn toàn không có bóng dáng của cờ vàng Phía bên ngoài một cái cơ sở thương mại như vậy nhưng mà không có cái trụ cờ vàng chỉ có cái trụ cờ gọi là cờ gà Mỹ thôi còn bên trong thì các cơ sở thương mại cũng như là chủ phố họ không có treo cái cờ vàng như là nhiều người họ cứ nói rằng là các cái hội chợ Tết chẳng hạn Thí dụ như vừa qua ở tại cái khu vực Lý Đô Sài Gòn có nhiều cái sự kiện thí dụ như là đường hoa mà phố hoa rồi những cái sự diễu hành cũng như là một vài các cái hội chợ Tết thì cứ nơi nào mà tổ chức các cái sự kiện đó thì gắn liền với cái lá cờ vàng. Thí dụ như trong mấy ngày vừa rồi thì chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán thì cái đường phố Bonsa cũng đã được trang trí cờ vàng. Tức nghĩa là người ta cũng treo các, các cờ vàng lên theo dọc theo cái đường phố Bonsa. À, nhưng mà trong một cái khu Phước Lộc Thọ, một cái khu gọi là trung tâm của cái thủ phủ tị nạn cộng sản, thủ phủ chống cộng, một cái trung tâm của cái thành phố Westminster và nằm giữa cái đường Bonsa nơi mà là niềm tự hào, cái niềm gọi là hãnh diện và cái biểu trưng của cái những người chống cộng ở trong cái khu vực này. Nhưng mà rất là nhiều năm rồi thì cái khu vực này đã không còn treo cái lá cờ vàng nữa. Thì chúng ta mới thấy được rằng đó ta à, vừa rồi khi mà đưa lên cái video clip đó thì chúng tôi nhận được rất là nhiều cái sự phản hồi, những cái sự mà chia sẻ và các bạn đã đưa những cái sự bình luận và nhiều ý kiến thì nói rằng đó là có lẽ đây là cái gió đổi chiều hay nói đúng hơn đó là một cái xu thế rồi và cái xu thế mà không cờ vàng là nên được nhân rộng và các cơ sở thương mại hay là những cái sự kiện tổ chức trong khu vực đó thí dụ như về tết nhất thì nó gắn liền với um, gọi là văn hóa với truyền thống và một cái sinh hoạt buôn bán làm ăn để cho người ta vui chơi giải trí thì không có lý do gì mà phải can dự vào hay là đang xen vào cái chính trị hay là áp đặt về ý thức hệ chính trị vào trong cả một cái khu vực những người mà đến buôn bán trong khu vực này đó họ mua họ bán họ đến họ du lịch hay làm họ làm rất là nhiều thứ sinh hoạt trong cái khu vực gọi là không phải là chỉ phước lộc thọ không mà các cơ sở thương mại khác cũng vậy trong đó thì có rất là nhiều người họ đến từ cái khu vực cờ đỏ hay nói đúng hơn là họ đến từ việt nam hoặc là cái thành phần của họ không phải là thành phần của cờ vàng thành phần của họ không phải là của việt nam cộng hòa hay là những người chống cộng hay là những người chống cộng cụi hay là cái đám dân chủ cụi do đó thì không có lý do gì mà phải ảnh hưởng tới vấn đề gọi là cờ vàng cờ đỏ cả chúng tôi cũng đã tiếp xúc với um, ít nhất là hai ba người trong mấy ngày vừa qua những người mà có cái độ tuổi cũng đã bốn mươi mấy tuổi rồi và hai cái người phụ nữ đó cũng um, sống ở trong cái khu vực miền nam nhưng mà khi mà thấy cái lá cờ vàng treo trên phước lộc thọ đó không phải là phước lộc thọ mà trên cái đường phố bô sa thì um, người ta lại hỏi thằng ủa cái lá cờ đó là cái gì chúng tôi cảm thấy rằng rất bất ngờ khi mà những người bốn mươi mấy tuổi mà lại không biết và họ cũng không có để ý và họ không có nghĩ là như vậy và cuối cùng thì phải giải thích thì người ta mới biết được cái lá cờ vàng đó là như thế nào thì cái điều này cho thấy rằng đó ở trong nước um, cũng như là các bạn trẻ mà lớn lên ở hải ngoại cũng vậy có thể nói rằng người ta cũng không quan tâm và người ta cũng không có biết là cái lá cờ vàng đó nhiều như làm những người ở hải ngoại những cái người mà các cụ lớn tuổi các cái cụ cứ đau đáu về những cái chuyện xa xưa và cứ lấy cái niềm thù hận và cứ um, đem cái lá cờ vàng ra để mà áp đặt lên trong rất là nhiều các sự kiện và trong đó thì có những người mà họ yêu quý sự về cái cờ vàng thật sự, nhưng mà cũng có những người có thể là họ lợi dụng vào cái lá cờ vàng để mà muốn áp đặt vào những cái người khác. Thì tại sao một cái khu vực như Phước Lộc Thọ, một cái nơi mà các cụ thường đi biểu tình đi ngang qua đó và thường hay chụp hình trong cái khu vực gần đó, nhưng mà cả một cái khu vực đó không có cái lá cờ vàng? Thì à, chúng tôi thấy rằng à, trong cái đoạn video clip mà chúng tôi làm à, trong cái ngày 29 Tết á thì có khá nhiều những um, cái người mà các bạn xem á thì các bạn đưa ra khá nhiều những cái sự bình luận. Thí dụ như là cầu mong cho Tết nào cũng vậy bà con mình dù ở đức nào đã giữ phong tục của mình và đừng bao giờ nhượng màu chính trị để bà con mình hưởng một mùa xuân trọn vẹn và hạnh phúc. Hoặc là À, một cái um, bình luận khác là chợ tết của độc thọ năm nay hay hơn nhộn nhịp hơn có ý nghĩa hơn hẳn những kỳ tổ chức toàn là mang màu sắc chính trị hoặc là gọi là chúc mừng năm mới chẳng hạn và rất là nhiều rất là nhiều những cái ý kiến như vậy là cho rằng là không có nên để mặc để cái lá cờ vàng hay là mang màu sắc chính trị vào có khá nhiều những cái người mà họ bình luận thì mang cái cái um, cái sự mà dùng những cái từ ngữ nó nặng nề quá thì chúng tôi không có muốn trích um, dẫn ở đây, không có muốn đọc cho quý vị nghe nhưng mà rõ ràng là có rất là nhiều rất là nhiều những cái um, bình luận thì không có cờ vàng phải um, như vậy là sẽ tràn đầy yêu thương và bà con nơi xa xứ chúc mừng được sống yên ổn và không bị làm phiền cỡ cờ vàng rồi um, nhìn đến hình ảnh này sao thấy nó thân thương và gần gũi quá Trái ngược với hình ảnh mấy ông già mắt xanh nanh vàng Rồi thiều thào không ra hơi này kia nọ rồi Đại lộ như vậy Có khá nhiều Và đa phần thì nói rằng là Bây giờ thì phải có một sự đoàn kết Phải à, trong ngoài Thì đừng có để à, vào à, những cái quá khứ Nó ngăn chặn hay là nó làm cho à, Cái sự đoàn kết nó không có giữ vững được Hay là đúng hơn Là các cơ sở thương mại phải để cho người ta tập trung làm ăn Bởi vì các cái thành phần á hiện giờ là các khách hàng đó mà đến những cái khu vực như vậy không chỉ là phước độc thọ không mà nhiều cái nơi khác thì rất là đa dạng chứ không chỉ là um, những người yêu cờ vàng không hay là những người đến từ việt nam cộng hòa không mà trong đó có cả những người từ ở trong nước có cả những người đi du lịch có cả những người đi du học có cả những người đi làm ăn và làm ăn từ trong nước sang bên ngoài bây giờ càng lúc càng nhiều lên chứ không phải là đơn giản thì um, trở lại cái việc là có có nên treo cờ vàng hay là có nên áp đặt cờ vàng trong các cái sự kiện mang tính chất văn hóa hay là mang tính chất mà sinh hoạt của cộng đồng hay không thì đây là một câu hỏi mà dành cho rất là nhiều người nhất là những người từ ở bên mà ban âm gọi là đại diện cộng đồng hay là những người mà có chức sắc hay là những người mà gọi là dân cử ở trong khu vực những người mà thậm chí là những người mà có giàu có nữa họ có tiền họ cũng hay dấn thân vào các hoạt động xã hội thì họ mới là những người mang tính chất quyết định thì hồi trước đây đó khoảng chừng mấy chục năm trước thì cái sự mà lên tiếng về cái cờ vàng rất là dữ dội và chúng tôi là những cái lứa đi sau nhưng mà sau này thì nghe kể lại những cái nhà mà làm truyền thông trước đây đó họ làm kỳ cựu ở trong khu vực hiện giờ có một số người cũng còn sống và nhớ rất là kỹ làm có nhiều cái khu vực thương mại người ta phải đến để mà gõ cửa và áp đặt là phải um, đóng tiền hay là phải treo um, cờ vàng và phải thực hiện một số các cái yêu cầu nhất là các cái tổ chức gọi là chống cộng hay là các cái đảng phái các cái đoàn thể gì đó và những cái phong trào mà gọi là chống cộng để mà đóng góp cho các quỹ thì uh, những cái lần đó thì cái phong trào nó rất là dữ dội và gần như là có những cái cá nhân hay là hội đoàn người ta áp đặt cho chuyện đó còn những cái cơ sở thương mại đa phần là phải thể hiện thể hiện minh định rất là rõ ràng về vấn đề cờ vàng như là ông phan kỳ nhân cũng hay thường nói rằng đó là phải minh định cờ vàng là phải phân rõ lằn ranh quốc cộng nhưng mà rõ ràng sau này cái lằn ranh đó nó nhòe rồi nó rất là nhòe luôn và phải nói rằng bây giờ nó đang xen lại với nhau và vừa rồi trong cái cuộc bầu cử ở địa phương chúng ta đã thấy rằng người ta đã chụp mũ lẫn nhau về vấn đề cộng sản. Bên đây chụp mũ bên kia là cộng sản, bên kia chụp mũ lại là tiếp tay cộng sản hay tay sai cộng sản. Thì cuối cùng bên nào cũng là cộng sản. Rồi còn nói luôn là trong HO có cộng sản và trong thành phần nào cũng có cộng sản. Trong ủy ban chống um, cộng sản và tay sai cũng có cộng sản. Trong ủy ban chống nghị quyết 36 cũng có cộng sản. Rồi um, trong các cái dân cử cũng có cộng sản thì tất cả đều là cộng sản hết bây giờ là cộng sản với quốc gia là sống lẫn lộn thì như vậy thì thế nào là là cờ vàng chưa chắc gì các anh mà treo cờ vàng thì ảnh lại là màu vàng hay là chưa chắc cái anh mà ảnh ảnh um, không nói gì thì ảnh lại là không có phe nào thì tất cả những cái điều đó cho thấy rằng một cái, cái sự rất là rối loạn ở trong cái khu vực lý đô sài gòn và bây giờ thì trở lại cái khu vực phú lộc thọ hay là những cái sự kiện như là hội trợ tết chẳng hạn thì cái hội chợ Tết mà không có một cái lá cờ vàng hay là không có cái lá cờ đỏ hay là không mang cái chất và chính trị đó Thì cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi Bởi vì ai cũng biết được rằng là một cái cơ sở thương mại nó phải là thương mại Và người đi chơi Tết thì người ta chủ yếu là chụp hình là với hoa, chụp hình với cái phong cảnh và những cái kỷ niệm trong cái khu vực đó còn cái vấn đề mà có ví dụ như tại sao mà ở trong cái cái khu vực mà du lịch đó người ta không thấy có cái sự uh, treo cái lá cờ vàng là bởi vì uh, những cái người mà đến du lịch chúng ta giả dụ như những người đến từ trong Việt Nam chẳng hạn các cái quan chức hay là những người đảng viên hay là những cái người mà đi um, lao động đi học tập hoặc là đi trao đổi um, công việc gì đó mà đi sang Hoa Kỳ mà đến những cái khu vực như là Phước Lục Thọ mà chụp hình ở đằng sau cái background của mình là toàn là cờ vàng không thì như vậy thì làm sao mà họ có thể đứng chụp hình được và làm sao mà thiệt mà có những cái khu vực cờ vàng như vậy nếu mà mà họ ở trong Việt Nam họ là đảng viên đảng cộng sản họ cũng chả có đến làm gì và những người mà buôn bán trong những cái khu vực mà thương mại như vậy đó thì người ta cần là cần cái gì họ không phải là cần cờ vàng hay cờ đỏ mà họ cần tiền họ cần phải bán được hàng họ cần phải đẩy mạnh các cái mãi lực ra và những cái chủ cơ sở thương mại là cái chịu trách nhiệm về cái việc đẩy mạnh cái mãi lực đó thì um, họ phải tạo cái điều kiện thôi do đó đó có bạn bình luận nói rằng là cái xu thế hiện giờ là không nên làm theo cái khu vực quốc lộc thọ tức nghĩa là cần nhân rộng cái mô hình đó bởi vì um, cái mô hình không có cờ vàng cái mô hình mà không treo cờ vàng thì cũng không bị phản đối trong rất là nhiều năm vừa qua không có một cái dân cử nào mà lên tiếng kể cả trong cái khu vực gọi là westminster nhiều um, dân cử gốc việt chẳng hạn hay là ngay cả những cái dân cử khác ở quận hay là ở um, trong cộng đồng họ cũng không bao giờ lên tiếng hay là họ có một cái sự mà à, nói về cái việc là phải có cờ vàng um, thế này thế khác cả cho nên là bây giờ thì cái sự tự do nó rất là rộng rồi có thể nói rằng um, họ cũng biết là không thể áp đặt được và cũng không thể làm gì khác được và khu vực phước lộc thọ là khu vực không cờ vàng và đó là một cái điển hình và chúng ta không biết được rằng là trong thời gian tới đó À, có thêm những cái khu vực khác nữa hay không và chúng tôi cũng không có thời gian cũng không có điều kiện để mà đi đến rất là nhiều nơi. Nhiều cái cơ sở thương mại um, khác thì cũng có thể là những cái cơ sở thương mại khác người ta cũng không còn treo cờ vàng nữa. Bởi vì họ biết là cái lượng khách bây giờ nó rất là đa dạng rồi. Trong đó có những người họ yêu cờ đỏ, có những người họ um, họ trung dung, có những người họ không đỏ không vàng, có những người họ thường xuyên về làm ăn với Việt Nam, gọi có xuôi uh, gia hay là um, ký kết hợp đồng của Việt Nam dựng vợ rã chồng với Việt Nam có đầu tư ở trong Việt Nam và người ta cũng chả bao giờ muốn thấy cờ vàng cả cho nên là nhiều khi họ cũng sợ chứ sợ bị chụp mũ sợ bị em um, nói rằng có liên lụy đến um, những cái đấu tranh chính trị gì đó ở hải ngoại hoặc là có um, hoạt động đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam chẳng hạn hay là tài trợ cho các tổ chức để mà lật đổ chính quyền Việt Nam có khi hiện giờ các cái tổ chức mà gọi là hô hào chống cộng đó có khi nó cũng chỉ là hô hào cho vui thôi hô hào bằng mồm thôi gọi là chống cộng dởm nhưng mà à, dù gì đi nữa nó cũng mang cái tính chất rằng lật đổ chính quyền việt nam hay là chống cộng thì những người mà họ thường xuyên họ làm ăn ở việt nam hay đi lại việt nam thì họ không bao giờ họ muốn rồi muốn để mà dính dấp đó những cái chuyện như vậy hoặc là sau này thì có những cái sự đồn thổi nói rằng là nhiều cái doanh nhân ở trong Việt Nam những người có tiền ở trong Việt Nam qua bên đây mua một số các cái cơ sở thương mại hay là họ đầu tư họ hùng hạp với những cái chủ ở bên tại cái vùng lý đô Sài Gòn này thì dĩ nhiên họ phải đi đến từ cái khu vực màu đỏ họ không bao giờ muốn có cái lá cờ vàng trong cái khu vực của họ cả thì cái điều đó là cái điều nó rất là rõ ràng rồi và um, họ cũng rất là hiểu về pháp luật của Hoa Kỳ, pháp luật Hoa Kỳ thì cũng không thể áp đặt hay là cái hội nhóm nào cá nhân nào có thể hù dọa họ được giống như là chuyện của ba bốn năm về trước. chính vì vậy um, thì người ta bật lại và người ta phản ứng, cho nên là chủ cơ sở thương mại cần thiết không được thì người ta thư kiện, không được thì người ta sẽ đưa ra tòa và nhiều người làm rất là căng thẳng. những nơi nào mà căng thẳng là những nơi đó họ hoàn toàn chủ động. Cho nên cái cách làm như là ở Phước Lộc Thọ hay là những cái hình ảnh mà chợ Tết ở khu vực trước Phước Lộc Thọ đó. Chúng ta thấy rằng không có lá cờ vàng. Đó là một mô hình mà nhiều bạn nhận định rằng đây là cần phải nhân rộng. Hay là đây là một cái hình ảnh của thời gian tới ở các cái khu thương mại khác. Thì rất có thể như vậy. Và có bạn cũng dám khẳng định với chúng tôi rằng là sẽ không bao giờ có một sự phản ứng mà kể cả những người mà dân cử nữa dân cử cũng sẽ không phản ứng bởi vì họ đưa ra bằng chứng rất là hữu hiệu là nếu có phản ứng thì người ta đã phản ứng bao nhiêu năm nay rồi trong khi đó thì bao nhiêu năm nay nó đã diễn ra như vậy và người ta chưa bao giờ lên tiếng và khi mà người ta chưa lên tiếng là có vấn đề và khi đã có vấn đề tức nghĩa là nó mang tính chất ổn định và sẽ không bao giờ lên tiếng luôn mà người ta còn dám cá với chúng tôi rằng sẽ không có cái sự mà lên tiếng của bất cứ một cái dân cử nào hay là một cái người máu mặt nào trong cái khu vực mà thường hay vỗ ngực xưng tên sẽ không có cho nên là đây là một cái xu thế có thể nói rằng những người mà mà nghĩ rằng cái sự đoàn kết đó hay là họ muốn đừng có chính trị hóa quá thì họ cảm thấy rất là vui họ cảm thấy rằng là cái cái xu thế chung như vậy cần phải có một sự gắn kết trong và ngoài nước hay là những người mà họ ủng hộ theo cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ cho rằng đó là cái cách của tương lai và để và cho ở trong nước người ta đi ra bên ngoài chẳng hạn. Thí dụ như trước cái cái Tết Nguyên Đáng vừa rồi đó thì cũng có những cái vụ lùm xùm, có những cái vụ tranh cãi, thậm chí là có nhiều một vài các cái cơ quan truyền thông họ còn đặt ra cái vấn đề là công ty VinFast có nên đi diễu hành Tết hay không, rồi tham gia các cái sự kiện như là hỗ trợ Tết ở um, ở cái vùng lý đô Sài Gòn hay không. Nói chung là nhiều cái doanh nghiệp rồi thậm chí người ta còn đặt ra cái vấn đề là diễu hành Tết có um, hay không cái sự mà hiện diện của cờ đỏ sao vàng có thể là một cái đoàn nào đó, một cái cá nhân nào đó người ta có thể um, đi diễu hành mà nó căng cờ đỏ hay không. Mặc dù là thực tế thì chưa có diễn ra, à, các cái doanh nghiệp ở trong Việt Nam chưa tham gia vào các cái sự kiện của cộng đồng nhiều như là cái kiểu diễu hành hay là hội chợ tết hay là diễu hành mà cái cờ đỏ nhưng mà đã có những cái người đã bắn tiếp trước như vậy rồi và đưa ra những vấn đề để mà bàn cãi thì um, điều đó cho thấy rằng cái xu thế chung đó thì nó phải đi tới đi tới mức rằng là phải có một cái sự phối hợp giữa trong và ngoài nước không thể nào là khác được bởi vì um, cái nước lớn hơn là cái chính quyền của hoa kỳ đó là họ đã làm ăn rất là chặt chẽ với việt nam và năm sau cái doanh cái doanh số um, hay là nó đúng hơn là cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nó cao hơn năm trước và năm nay thì nó đạt tới cái mức có thể nói là kỷ lục luôn xuất khẩu của Việt Nam đã vượt cái mức 100 tỷ sang cái thị trường của Hoa Kỳ thì cái điều đó trong cái cộng đồng Việt Nam cũng vậy thôi hàng hóa mà đi vào cái cộng đồng Việt Nam cũng chưa bao giờ mà nó nhiều như ngày hôm nay vào các cái siêu thị mà mua các cái thức ăn đó thì um, chúng ta thấy là từ chai nước mắm cho đến là um, tất cả các cái thức ăn uh, sống tươi sống cho đến làm những cái thức ăn đóng gói à, và cái cả những cái thức ăn khô á, thì rất là nhiều chưa bao giờ được như vậy cả um, của hai ba chục năm về trước ba bốn chục năm về trước thì um, nó là một trời một vực rồi nó là một cái chỗ mà uh, người ta không thể nào lường trước được người ta không thể nào tưởng tượng được những người mà vượt biên hay những người đặt chân đến nước Mỹ trong những cái thời điểm đầu tiên thì bây giờ mà họ nhìn lại thì họ cảm hồi thời đó mà họ có mơ tưởng họ cũng không thể nào mơ được làm cái hàng hóa Việt Nam nó có thể là nó tràn ngập như ngày hôm nay ở tại Mỹ mà cũng giống như là ở tại Việt Nam đang ăn và sử dụng các cái vật phẩm giống như ở trong Việt Nam đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó đã có một sự phát triển và cái sự phát triển này còn đi đến xa hơn nữa là bởi vì quan hệ giữa nước Mỹ và Việt Nam càng lúc càng chặt chẽ và nếu như vậy thì cái thái độ chính trị đó là chẳng qua là chỉ để làm cho hài lòng trong cái việc mà về cái lòng tự ái của một cái nhóm người về cái sự thù hận trong một cái thời gian dài thôi chứ còn về lâu dài đó có lẽ là cũng không giải quyết được vấn đề gì cho nên rằng cụ thể chúng ta thấy đó phước lộc thọ khi mà không treo cờ vàng có lẽ là họ tiếp khách nhiều hơn à, trước đây đó có rất là nhiều những cái đoàn du khách Thậm chí là có nhiều cái đoàn du khách, những cái tour du khách ở trong Việt Nam bởi vì à, chúng tôi có đọc được những cái à, cái lịch về những cái tour du lịch ở trong Việt Nam, trong đó thì có điểm đến là Phước Lộc Thọ và đến là cái vùng Orange County ở cái trong cái vùng là à, là cái khu lý đô Sài Gòn và rõ ràng là nhiều cái xe bus đã đổ vào trước Phước Lộc Thọ như vậy, cho nên á à, à, cái lượng khách nó rất là đa dạng và chính vì cái điều đó đó là có phải vì là không có lá cờ vàng hay không thì đó là cái điều mà tạo cho nhiều cái doanh nghiệp khác trong cái khu vực người ta suy nghĩ thêm à, tuy nhiên đó thì um, có bạn thì đặt cái vấn đề là tại sao những người như là dân cử họ không có ý kiến thì cái điều đó chúng ta phải chờ xem để coi thử coi trong thời gian tới như thế nào nhưng mà có bạn thì quả quyết rằng sẽ không bao giờ có không bao giờ có không bao giờ mà cất tiếng cả bởi vì cái điều đó nó đã được ổn định rất là nhiều năm rồi và đó là một xu thế tất yếu và đây là một cái mô hình cần nhân trọng đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay à, lấy cái kết luận của một cái bạn khi mà chia sẻ ở trên cái, cái cái video clip của chúng tôi đó ngày 29 Tết thì lấy cái đó để mà làm kết luận của cái chương trình ngày hôm nay và hôm nay thì đã mùng 4 Tết chúc quý vị thì những cái ngày xuân rất là an lành và chúng ta chuẩn bị các cái sức khỏe để mà trở lại làm việc để mà hy vọng là năm mới nó thành đạt hơn năm cũ và xin kính chào quý vị